nhau. Dạ mới mua nè. Dạ mới ha. À, mừng nó dài. Khoan nha, bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là có đồng hồ không? Đây có đồng hồ. Mới. Mừng cái đồng hồ mới luôn. Rồi mừng cái đồng hồ. Chưa, dạ cứng. Hôm nay là ngày 23 chạp, Tiến vẫn còn ngồi nhậu cùng chúng bạn. Tiến rất thích khoe của, thích thể hiện mình giàu có. Nhưng tới lúc tính tiền thì... Em ơi, tính tiền đi. Cái bàn này là bà để tôi trả nha. Không ai được dành trả cho tôi, ok? Alo. Cái gì? Hết tiền mua đồ Tết hả? Anh bắn cho em 20 chai đủ không? Hả? Cái gì? Đợi chút, ra ngoài nói chuyện nè. Hết hồn. Ê, nói nghe. Quân tử rượu vào tiền ra, đừng có né tránh bổn phận. Cớ sao cậu làm chi? Ăn bánh phải trả tiền. Lộn. Có sức nhậu phải có sức trả. Muốn né vô đây mà né nè. Chủ quán, để cái bàn đó tôi tính tiền. Gì ba? Trời. Né chiêu chỉ có tại xà điêu. Quân tử né chiêu chứ đừng né biêu. Tại ngay anh hùng xà điêu Gamota tại App Store và Google Play.